À, xin chào mọi người nha. Hiện tại thì Phong đang di chuyển từ thành phố Quảng Ngãi đi thành phố Đà Lạt. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù, thành phố tình yêu. Và hôm nay thì Phong đang trải nghiệm một cái phương tiện di chuyển, đó là xe limousine 34 ghế của hãng Phương Trang. Có thể nói là việc di chuyển trên chiếc xe limousine này thì rất là tiện ích, cũng như là cảm giác rất là thoải mái. Trước đây thì du khách sẽ phải di chuyển những cái xe giường nằm 40 ghế, ghế khá nhỏ, thì hiện tại Phương Trang đã đưa vào các dòng xe chất lượng cao như thế này, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn tuyệt vời dành cho du khách khi đến trải nghiệm thành phố Đà Lạt ha. Chi phí thì cũng tương đối rẻ, chỉ có 345 ngàn trên một vé. Và có thể nói là khi mà di chuyển trên những chiếc xe limousine này thì sẽ giúp cho quý khách có một cái thời gian nghỉ ngơi trên xe tốt hơn. Nếu mà chúng ta đi đoàn đông tầm khoảng hai mấy 30 người thì chúng ta sẽ hợp đồng thuê một chiếc xe này đi thì rất tiện lợi. Khi lên đến Đà Lạt thì chúng ta có thể là sang xe ghế ngồi để chúng ta đi tham quan, sau đó chúng ta di chuyển ra xe để chúng ta về ha. Đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt dành cho du khách khi có nhu cầu tham quan thành phố Đà Lạt ha. Thời gian di chuyển từ thành phố Quảng Ngãi lên đến thành phố Đà Lạt thì chỉ dao động tầm khoảng 11 đến 12 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy nên đi Đà Lạt rất là gần với chúng ta. Có thể là chúng ta làm xong ngày thứ sáu thì chúng ta chiều thứ sáu chúng ta sẽ lên xe và chúng ta sẽ tham quan thứ bảy chủ nhật. Sau đó thì tối chủ nhật thì chúng ta sẽ lại về và chúng ta kịp đi làm bữa thứ hai ha. Rồi quý vị hãy xem ha. Đây là những chiếc ghế ở tầng 2. Xe limousine này thì có hai tầng nha các bạn. Tầng 1 và tầng 2, và ở trên này thì rất là tiện ích. Có tivi nè, có những ổ sạc. Và có một cái buồng riêng, chúng ta có rèm chúng ta che riêng ha. Giường thì rất thoải mái. Rất là mới các bạn. Xe rất là mới. Rồi, cảm ơn mọi người nha.